Tây cũng có, người dân tộc Pana cũng có, người Tây Nguyên thì có nơi gọi là đàn gõ, có nơi gọi là tró. Quý vị biết chơi guitar thì thấy là guitar có 6 dây. Quý vị có biết cây đàn này có bao nhiêu dây không ạ? Vâng, nó thường là nhiều hơn 10 dây quý vị ạ. Nhiều hơn 10 dây. Guitar 6 dây học đã muốn chết rồi. Nhưng mà các cái nghệ nhân của chúng tôi lại chơi đến 15 dây trong cái trường hợp này.